Em Tuấn Anh, đại diện cho quảng cáo bán hàng tại Salon Ô Tô 1 xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị chị và các bạn đang theo dõi cái video của kênh báo giá mua bán xe cũ. Thì hôm nay cửa hàng bên em lại vừa cập bến một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ, máy dầu để gửi thông tin tới quý vị chị và các bạn để có thêm cái sự lựa chọn tham khảo và trước khi quyết định sở hữu cho mình một mẫu xe để phục vụ cho đi Tết năm nay. Thì trước khuôn hình em xin được giới thiệu đây là một mẫu xe gầm cao sub 7 chỗ, trang bị một cái khối động cơ dầu 2.5 turbo. Đó, 2.5 turbo số tự động bản 2 cầu, đáp ứng mọi địa hình, chinh phục mọi cung đường. Đó là chiếc Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu số tự động máy dầu, quý vị chị các bạn nhé. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan vào năm 2018, nhập khẩu và sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu tiên vào năm 2019. Xe đứng tên chủ ở Hà Nội, một chủ từ đầu. Và gia chủ cũ có chia sẻ với em là bảo dưỡng định kỳ dầu mỡ theo tiêu chuẩn và quy chuẩn của hãng. Và hiện tại thì chiếc xe đã trang bị cái dàn lốp thứ hai, đết lốp 2022, 4 lốp đều như nhau, rất là mới quý vị chị các bạn nhé. Bây giờ em sẽ mời quý vị chị các bạn cùng em đi một vòng để chúng ta có thể ngắm nghía về cái form dáng của chiếc xe và những cái độ sơn si còn lại của xe sau 5 năm sử dụng. Đó. Trên đăng ký và đăng kiểm của cái xe này thì đang trang bị mẫu sơn là màu xám. Đó, màu xám nhá, màu chuẩn của nhà sản xuất luôn. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn ở dưới cái bên ngoài trời và ánh sáng như này thì cá nhân em nhìn thấy nó như là cái màu xanh ngọc trai, nó rất là đẹp. Màu xanh ngọc trai thẫm, nó nhìn rất đẹp nhá. Chứ nó không phải là cái màu xám như chúng ta hay nhìn thấy. Đó, cực kỳ là tuyệt vời. Form dáng gầm cao 7 chỗ, lốp sơ cua treo xe. Đó, quý vị chị có thể nhìn thấy này, nó quá là tuyệt vời và quá đẹp. Tất cả những chi tiết bên ngoài thân vỏ là chúng ta đã thấy là cái độ xe nó mới như thế nào rồi. Đó, và bây giờ khi mà quý vị chị nhìn thẳng từ bên trực diện, từ phía bên ngoài vào thì chúng ta sẽ thấy được là cái thương hiệu chữ dấu thập của Chevrolet, một thương hiệu cực kỳ lâu đời và nổi tiếng của Mỹ. Xe trang bị cặp đèn pha phải nói là rất mới và sáng, gồm các bóng halogen và những cái giải đèn LED. Đó, đèn gầm cũng là đèn halogen luôn. Chiếc xe này thì phải nói là quá an toàn bởi vì nó trang bị rất nhiều option, những cái tiện ích xung quanh như bốn mắt cảm biến trước, bốn mắt cảm biến sau, cam lùi, cam hành trình, có bản đồ Việt Map và thảm lót sàn 5D. Đó, thật sự là rất nhiều những cái tiện ích xung quanh mà gia chủ cũ họ đã trang bị rồi. Thì bây giờ chúng ta là người sở hữu lại chiếc xe này thì chúng ta sẽ thừa hưởng những cái đó. Thì bây giờ em sẽ mời quý vị chị và các bạn cùng em vào cái phần nội thất để đánh giá chi tiết về cái chiếc xe này. Xe trang bị nội thất ghế da màu nâu, đó, màu nâu cà phê đậm. Và những cái viền má ghế này thì nó là màu đen, nó tạo cho cái chiếc xe nó nổi bật hơn, sang trọng hơn và lịch lãm hơn. Thì bây giờ quý vị anh chị đã nhìn toàn cảnh về cái khoang hàng ghế thứ nhất rồi. Đó, thì đây quý vị chị có thể nhìn thấy nhá, những cái phần ghế phụ này, ghế lái, những chi tiết ghế da nó là nguyên bản theo xe từ đầu, không hề bọc lại hay là không hề có sự can thiệp nào cả. Đó, kể cả từng cái đường chỉ khâu nó còn rất mới. Còn đây là phần bề mặt tapi của cửa, nó quá là mới và đẹp như thế này. Nó quá là mới và đẹp như này. Đó, thật sự là như vậy. Quý vị anh chị có thể cùng em ngắm nghía. Đó, rất đẹp. Tiếng đóng cửa xe thì rất là chắc nhá. Còn đây là chúng ta nhìn vào cái hàng ghế thứ hai. Đó, toàn bộ ghế rất đẹp, rất mới, thơm tho, sạch sẽ. Đó, một chiếc xe 5 năm sử dụng nhưng nó còn rất mới. Quý vị chị có thể nhìn thấy phần la phong trần màu kem này, nó rất sáng và sạch. Đó, một chủ từ đầu đi họ rất giữ gìn. Toàn bộ những cái khuy cánh cửa chi tiết, ốc bản lề của 4 cánh cửa và cả cánh cửa hậu đều là zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin. Đó, em cam kết về độ chất và độ mới của chiếc xe này nhé. Đó, thật sự là rất mới. Còn ở hàng ghế thứ ba này thì em cũng đã gập lại rồi, em vừa mới gập xong để tạo một cái khoảng không gian rộng của quý vị chị có thể quan sát. Đó, xe 7 chỗ gầm cao rất là đẹp và mới như này. Toàn bộ những chi tiết xung quanh này quý vị anh chị có thể đều thấy được. Đây, ví dụ như là ốc nắp cánh cửa hậu nó vẫn còn zin này, ốc nắp cánh cửa hậu hai bên rất zin và đẹp nhé. Toàn bộ những chi tiết đinh tán quanh vòm nó đều là nguyên bản. Đó, không sai so với form lúc xuất xưởng ra. Đó, cảm biến sau, cảm biến trước thật sự là rất là nhiều và đầy đủ tính năng an toàn để chúng ta có thể di chuyển trên quãng đường. Trailblazer LTZ, đó quý vị chị thấy nhá, nó sở hữu một cái khối động cơ máy dầu 2.5 turbo, hộp số 6 cấp, chạy rất là trơn tru mượt mà. Toàn bộ những cái chi tiết tapi quanh xe rất đẹp, thậm chí là quý vị chị có thể nhìn thấy những cái dấu sơn này, cái dấu sơn của nhà sản xuất người ta vạch vào những cái ốc này nó vẫn còn nguyên bản. Đó, thật sự là rất đẹp và mới.
Rồi, bây giờ em sẽ mời quý vị, anh chị và các bạn đến với cái hàng ghế lái. Chi tiết là ghế lái. Ghế lái thì chỉnh điện nhé quý vị, chị nhé. Chỉnh điện này. Đó, chỉnh điện. Ghế rất đẹp. Đây, mà ghế quý vị, chị thấy này. Quá mới. Đó. Quá mới và quá chắc chắn. Đó, rất đẹp. Toàn bộ những chi tiết xung quanh. Mời ống kính hướng vào cái phần vô lăng. Vô lăng khâu da. Thật sự là tuyệt vời nhé. Quý vị, chị có thấy không? Nhìn quay sát này, chúng ta thấy được độ mới của chiếc xe này. Đó, phía trên thì trang bị luôn cả bản đồ Vietmap cam hành trình. Đó, đèn chân đầy đủ. Đó, đây là cài cầu điện. Quý vị chị nhìn thấy độ mới phanh tay và cài cầu điện này. Đó, thật sự là cái chiếc xe này nó quá là tuyệt vời. Và chiếc này thì hiện tại là chất xe lăn bánh là chưa đến 10 vạn km ạ. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị chị và các bạn cùng em nhìn về cái phần động cơ, khoang máy, trái tim của chiếc xe. Dạ đây ạ. Toàn bộ khoang máy đây nhá. Bên em đã tiến hành chỉ dọn dẹp spa qua nước thôi mà nó đã mới như này. Mới từng chi tiết. Ví dụ như quý vị chị có thể nhìn thấy những cái chấm sơn này, những cái ốc này, những cái phần cao su này. Đó, chiếc xe này thì gia chủ chia sẻ là giữ gìn để trong nhà và để dưới hầm. Lên cơ quan thì để dưới hầm, còn về nhà là để trong nhà, không để ngoài trời. Tất cả những chi tiết gioăng cao su, ốc, từ những chi tiết nhỏ nhất, những cái đai ốc này, đai ốc siết, những cái đường ống này, nó còn quá mới này. Đó, toàn bộ mặt dàn cò, chân máy, hộp số, tất cả mọi thứ là zin nguyên bản. Đây, ốc nắp capo đây quý vị chị nhìn thấy nhá. Đó, đinh tán xung quanh đây, ốc nắp capo đây zin. Sơn zin còn cực kỳ nhiều. Đó, quý vị chị cứ qua cửa hàng bên em xem xe, lái thử trải nghiệm được. Đó, hai bên ốc nắp capo đều là zin, toàn bộ những cái tai bên phụ. Đó. Quý vị chị nhìn thấy có thật sự là đáng yêu, nó quá đáng yêu bởi vì nó quá zin, quá mới. Rằng trước hai tai bên phụ là zin nguyên bản. Đó. Salon ô tô độ 1 chỉ có làm xe đẹp thôi. Quý vị chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng tất cả các mẫu xe khi mà qua cửa hàng em lựa chọn xem xe nhá. Và vâng, vừa rồi là em Tuấn Anh đã gửi tới hình ảnh thông tin nội ngoại thất của chiếc xe gầm cao 7 chỗ đến từ thương hiệu Mỹ Chevrolet Trailblazer, phiên bản hai cầu điện số tự động, máy dầu 2.5 turbo và trang bị một hộp số 6 cấp rất trơn tru mượt mà. Thì hiện tại chiếc xe đang được bày bán tại cửa hàng bên em, có địa chỉ tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì quý vị anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu đi tiết kiệm nhiên liệu mà tầm tài chính loanh quanh 600 thì có thể qua cửa hàng bên em xem xe, lái thử và trải nghiệm chiếc này để chúng ta có thể đưa ra một quyết định cuối cùng là có sở hữu em nó hay không. Và trong cái phần video này thì em cũng xin được công bố giá bán luôn. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá đó là 620 triệu. Giá thì thật sự là em vẫn còn thương lượng một chút giá lộc cho quý vị chị các bạn. Nếu như thật sự quý vị chị thiện chí lấy sớm để sở hữu chiếc xe ngay trong tháng 12 này. Còn về chất lượng thì ô tô Hà Nội 1 cam kết gửi tới quý vị chị các bạn một cái mẫu xe đẹp, bền lành, không tai nạn, không ngập nước, không đâm đụng thủy kích, giấy tờ pháp lý minh bạch đầy đủ. Đó, tất cả những chi tiết về động cơ, hộp số là nguyên bản, không tháo dỡ đại tu. Đó, thì quý vị chị hoàn toàn yên tâm nhé. Thì chiếc này thì em cũng mới về cửa hàng, cho nên là ngay chiều nay em sẽ tiến hành thủ tục rút hồ sơ để làm sao mà khi quý vị chị chốt rồi thì chúng ta sẽ chỉ mất 2 đến 3 ngày để có thể là sang tên, sở hữu và di chuyển xe trên đường. Đó. Ngoài ra với quý vị chị các bạn nào đang cân đối dòng tài chính và muốn làm trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp chiếc này lên đến 70% giá trị của xe nhé. Lãi suất thì theo quy định của ngân hàng. Đó. Và thì quý vị chị nào quan tâm có thể là liên hệ trực tiếp với số hotline để góc bên trái màn hình hoặc là qua cửa hàng, em xin nhắc lại tại địa chỉ số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một lần nữa thì em Tuấn Anh xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý vị chị các bạn và chúc quý vị chị các bạn một ngày đầu tuần làm việc thật nhiều hiệu quả, sức khỏe và nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.